Kính chào quý vị đến với bản tin thế giới cập nhật của Đài Phát thanh Vài Tròn Hình Hôm Nay. Thưa quý vị giám đốc tổ chức thương mại thế giới WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala, hôm qua bày tỏ hy vọng xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Palestine có thể kết thúc nhanh chóng. Bà đồng thời cảnh báo tác động kinh tế nếu xung đột lan rộng. Phát biểu khi đến Maroc tham dự cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới trong tuần này, bà Okonjo Iweala cho biết Chúng tôi hy vọng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc và được kiểm soát. Nỗi lo sợ lớn nhất của chúng tôi là xung đột lan rộng, bởi vì nếu điều đó xảy ra, sẽ tác động thực sự lớn đến thương mại toàn cầu. Theo bà Okuzo Iquela, sự bất ổn toàn cầu đã hạn chế tăng trưởng thương mại, nhưng điều đó sẽ trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến bất ngờ bùng phát giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza thuộc Palestine. Bà Okozo Iguela gọi cuộc xung đột là đám mây đen khác ở phía chân trời đối với kinh tế thế giới bên cạnh cuộc chiến ở Ukraine, lạm phát giai dẳng và lãi suất cao hơn. Phong trào Hamas đang kêu gọi người dân Palestine biểu tình để phản đối Israel tiến hành không kích vào giải Gaza. Tuyên bố của Hamas kêu gọi người dân biểu tình ở khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa là nơi linh thiêng thứ ba của đạo hồi sau thánh địa Mecca và Medina Hamas cho rằng các tín đồ nên nán lại khu phức hợp trong suốt ngày hôm nay khi họ đến tham dự buổi cầu nguyện hàng tuần. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Palestine cho biết bạo lực ở Gaza đã làm dấy lên căng thẳng ở Đông Jerusalem và Bờ Tây. Kể từ ngày 7 tháng 10, ngày Hamas phát động chiến dịch tấn công Israel, đến nay các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào hai vùng đất này đã khiến ít nhất 34 người Palestine thiệt mạng. Trước tình hình chiến sự Hamas-Israel chưa có dấu hiệu xuống thang, Giới chức các nước châu Âu đã và đang sắp xếp các chuyến bay đưa công dân từ Israel về nước. Iran hôm qua đã bác bỏ những thông tin nói rằng nước này đã bị cấm tiếp cận các quỹ trị giá 6 tỷ đô la Mỹ đã được Washington gỡ bỏ phong tỏa vào tháng trước và chuyển sang các ngân hàng Qatar. Nonis, cơ quan thông tin trực thuộc Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran cho biết, không có thay đổi nào trong vấn đề Iran tiếp cận các nguồn ngoại hối của mình tại các ngân hàng Qatar và thỏa thuận đạt được về vấn đề này vẫn có hiệu lực. Trước đó cùng ngày, tờ Washington Post đưa tin Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemu đã phát biểu với các đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ rằng Mỹ và Qatar đã đồng ý ngăn Iran truy cập vào tài khoản 6 tỷ đô la Mỹ sau cuộc tấn công của Hamas chống lại Israel. Iran là bên lâu nay không che giấu việc hỗ trợ Hamas. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc hôm nay cho biết Thủ tướng Han Duk-so và Thủ tướng Croatia Andrei Blenkovic đã đưa ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa ông Han Duk-so và ông Andrei Blenkovic tại Zareb, Croatia vào hôm qua. Tuyên bố thiện cam kết tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương trong năm lĩnh vực gồm kinh tế, phát triển bền vững, khoa học và công nghệ, trao đổi văn hóa, giáo dục và an ninh. Tại cuộc gặp, ông Han cũng bày tỏ mong muốn Croatia Hỗ trợ để Hàn Quốc có thể giành quyền đăng cai triển lãm quốc tế 2030. Về phần mình, ông Ampree mong muốn Hàn Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác đa phương với các quốc gia chia sẻ giá trị toàn cầu như Liên minh châu Âu. Hôm qua, cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID cho biết, nước này viện trợ nhân đạo khẩn cấp 12 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan nhằm giúp ứng phó hậu quả động đất. Viện trợ sẽ được cung cấp cho nạn nhân động đất Afghanistan thông qua tổ chức di cư quốc tế IOM các viện trợ bao gồm hỗ trợ các dụng cụ trú ẩn khẩn cấp, vật dụng để nấu ăn, đựng nước, chăn mền và các dụng cụ khác. USA cho biết sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Afghanistan để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo. Sau trận động đất 6,3 độ richter ở tỉnh Herat vào ngày 7 tháng 10 đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng. Trong tuần này, nơi đây tiếp tục có thêm hai trận động đất vào ngày 9 tháng 10 và 11 tháng 10 khiến các ngôi làng tiếp tục bị tàn phá. Quý vị vừa xem xong bản tin thế giới cập nhật của Đài Phát thanh Vai Truyền Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.